Thưa quý vị, ngày hôm nay 19 tháng 9, Công an quận 7 đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ người đàn ông nghi giết người phụ nữ rồi chở thi thể nạn nhân đến công an phường đầu thú. Vụ việc xảy ra vào lúc 5 giờ 30 phút rạng sáng ngày hôm nay tại trụ sở Công an phường Tân Thuận Tây, quận 7. Vào thời điểm nói trên, một thanh niên lái ô tô mang biển kiểm soát 51H đến trụ sở Công an phường nằm trên đường Huỳnh Tấn Phát. Thanh niên này vào trong gặp và khai báo là vừa giết một cô gái và chở xác đến đây để đầu thú. Lập tức công an kiểm tra và phát hiện trên ô tô có thi thể của một cô gái. Công an phường nhanh chóng báo lên trên và đã lấy lời khai của thanh niên này. Bước đầu xác định thanh niên chở thi thể cô gái đến trụ sở công an đầu thú, khai báo giết người là Đỗ Tấn Lộc, 32 tuổi, ngụ tại quận 7. Hiện công an đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể, lấy lời khai của những người có liên quan và điều tra nguyên nhân vụ việc. Thưa quý vị, sau bữa tiết canh lòng lợn, người đàn ông 48 tuổi ở Hà Nội bất ngờ xuất hiện tình trạng sốt cao, phải cấp cứu tại bệnh viện 103. Cuối tháng 8, nam công nhân 48 tuổi quê ở xã Cao Viên, huyện Thanh Oai đi ăn tiết canh lòng lợn ở một quán ăn tại phố Đồng Hoàng, Đồng Mai, Hà Đông. Hai ngày sau, ông sốt cao nằm điều trị tại trạm y tế nhưng không đỡ. Thấy bệnh nhân đau đầu nhiều, giảm nhận thức, cơ sở y tế này chuyển ngay bệnh nhân lên bệnh viện quân y 103 một ngày sau đó. Kết quả xét nghiệm dịch não tủy phát hiện bệnh nhân dương tính liên cầu khuẩn lợn. Hiện tại bệnh nhân đã điều trị ổn định. Đây là ca bệnh liên cầu khuẩn lợn thứ hai được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội ghi nhận trong năm nay, tăng 1 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cũng tiếp nhận một số ca nhiễm khuẩn huyết và viêm màng não do liên cầu lợn. Bộ Y tế cho biết bệnh liên cầu khuẩn lợn có biểu hiện lâm sàng chủ yếu là viêm màng não, sốt huyết, viêm phổi, cơ tim và viêm khớp. Bệnh diễn biến nhanh, tỷ lệ tử vong có thể lên tới 7%. Thưa quý vị, tại buổi gặp gỡ các trẻ có cha mẹ, người nuôi dưỡng đã mất do COVID-19 vào cuối năm 2021, bác sĩ Trần Văn Khanh, giám đốc bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh từng đưa ra lời phát biểu đầy xúc động: "Nếu người thân, người nuôi dưỡng các em đau ốm, chúng tôi cũng có những chế độ chăm sóc khám chữa bệnh. Nếu nhà cửa mưa dột hay thiếu thốn, chúng tôi sẽ kêu gọi để sửa sang. Các con thiếu máy tính để học, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ." Và trải qua một năm với nhiều biến động, công tác về chăm sóc hỗ trợ nhóm trẻ này vẫn đang được phía bệnh viện tận tâm thực hiện, với thành quả là những nụ cười đang dần trở lại trên môi, là sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống cùng với những thành tích học tập mà các em đã và đang đạt được. Cơn đại dịch vào tháng 7 năm 2021 đã khiến cho người đàn ông này mất vợ, ba đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi. Nỗi đau quá lớn, tưởng chừng khó lòng vượt qua, nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân cùng sự hỗ trợ của nhiều đơn vị, chị cả vừa tốt nghiệp đại học. Mơ ước lớn nhất của em lúc này là có việc làm để phụ thêm tiền bố cùng chăm sóc nuôi dạy các em. Tới thời điểm hiện tại em cũng chưa có mua ngoài được. Một phần thì em cố gắng để còn lo cho hai em sau của em. Cũng rất là may mắn được bệnh viện lựa chọn tụi em để cho em có được tiếp tục học tập. Trên con đường đó thì tụi em sẽ cố gắng học tốt để không phụ lòng bệnh viện cũng như là các nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho tụi em. Nhớ về cái thời điểm mà bùng phát dịch của cái năm ngoái là cái thời điểm mà rất là khó khăn, sự mất mát nói chung không riêng gia đình, rất là đau xót. Khi là trong cái thời điểm khó khăn đó thì ngoài cái sự giúp đỡ của bà con cô bác cũng như là chính quyền địa phương phường này kia, các đơn vị tài trợ nhà hảo tâm, thì trong đó có bệnh viện Lê Văn Thịnh. Thống kê cho biết chỉ tính riêng thành phố Thủ Đức đã thống kê được 166 trường hợp trẻ em bị ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch. 10 cháu trong đó đã được bệnh viện Lê Văn Thịnh đại diện bảo trợ trong 5 năm, chi phí chăm sóc gửi trực tiếp cho gia đình. Với những gia đình khó khăn, bệnh viện và các mạnh thường quân sẵn sàng hỗ trợ thêm về nhiều mặt như chăm lo sức khỏe, khám chữa bệnh, thăm hỏi định kỳ. Ngoài cái tiền hỗ trợ hàng tháng, hàng quý, thì chúng tôi hỗ trợ cho các em cái tạm gọi là học bổng để cho các em động viên tinh thần. Còn các em nào mà đậu đại học mà hoàn cảnh còn tiếp tục khó khăn, thậm chí nếu mà cần để hỗ trợ cho xin việc làm thì chúng tôi cũng là cầu nối để giới thiệu cho các cái đơn vị. Còn nếu như học ngành y thì dĩ nhiên là chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ đó để làm việc tại cơ quan đơn vị của mình. Xã hội không bỏ các con đâu, những tấm lòng không bỏ các con đâu, bằng cớ là tới bây giờ
là bao nhiêu chương trình, bao nhiêu báo chí đương lo cho các con. Tôi hy vọng rằng sẽ có những trái tim cũng giống như chúng ta cùng hợp sức lại để đem một chút phần nào an ủi cho những đứa trẻ bất hạnh đó. Làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát ở thành phố Hồ Chí Minh đã khiến hơn 2.150 trẻ mồ côi, trong đó có cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ. Dù không thể bù đắp cho những mất mát vì vắng bố mẹ trên đường đời, nhưng thời gian qua, nhiều cá nhân, tổ chức và chính quyền thành phố đã có nhiều hoạt động hỗ trợ đường dài, chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần, để các em không cảm thấy đơn độc một mình. Thưa quý vị, thời gian gần đây, cùng với một số địa phương khác trên cả nước, tại tỉnh Nghệ An cũng đã hình thành mô hình chợ 4.0. Với mô hình này, tiểu thương và khách hàng khi mua bán, giao dịch sẽ thực hiện thanh toán bằng cách quét mã Việt QR hoặc chuyển tiền qua số điện thoại trên ứng dụng dịch vụ, thay thế hình thức thanh toán bằng tiền mặt. Tuy nhiên, do mô hình mới được áp dụng cùng với nhiều nguyên nhân khác nhau, nên mô hình chợ 4.0 chưa thực sự phát huy được tính hiệu quả và tính năng công nghệ. Chị Hoàng Phương Thúy là khách hàng, thường xuyên đến chợ Đô Lương để mua sắm các mặt hàng sử dụng trong gia đình. Vì đã quen với phương thức thanh toán truyền thống bằng tiền mặt, nên khi ứng dụng thanh toán mới bằng cách quét mã Việt QR khiến chị cảm thấy bỡ ngỡ. Không cần tiền mặt mà là thanh toán qua thẻ. Lần đầu thì tất nhiên là bỡ ngỡ, xong thì mình làm quen dần. Các cái tiểu thương ban đầu thì cũng đang gặp cái khó khăn trong cái cách sử dụng. Thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục bám sát hỗ trợ các cái tiểu thương sử dụng hoàn toàn để hoàn thiện cái mô hình chợ 4.0 này một cách tốt nhất. Từ giữa năm 2022, Sở Công Thương Nghệ An phối hợp với Viettel Nghệ An triển khai một số mô hình chợ 4.0 trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay đã có 5 chợ thực hiện mô hình với hơn 1.000 điểm liên kết thẻ thanh toán cùng hàng nghìn tiểu thương đăng ký sử dụng dịch vụ Viettel Money. Mặc dù có nhiều tiện ích, nhưng do người dân đều đã quen với hoạt động của chợ truyền thống. Mặt khác, đặc thù của một số chợ nằm giao thoa giữa vùng nông thôn và thành thị. Với đời sống kinh tế, khả năng sử dụng công nghệ của người dân chưa thực sự đồng đều nên còn nhiều hạn chế. Nhiều tiểu thương và người dân chưa hiểu và tiếp cận được với dịch vụ này. Đối với chủ của mình thì là đỡ phải mất công thời gian nhiều mà lại nhanh chóng mà khỏi phải cầm tiền mặt nhiều. Rất là đơn giản vì chỉ cần điện thoại rồi là quét vào thẻ là thanh toán được liền nên là rất là tiện lợi cho khách hàng. Chợ Đô Lương thì nằm trên cái vùng thị trấn, tuy nhiên là chợ là giao thoa giữa các vùng nông thôn với nhau. Cái lượng khách hàng đã tiếp cận được các cái công nghệ để sử dụng trong cái công tác mua sắm là không dùng tiền mặt. Tuy nhiên thì cái quá trình này theo chúng tôi đánh giá cũng cần một khoảng một thời gian để cho các cái khách hàng quen. Việc triển khai mô hình chợ 4.0 nhằm tạo hiệu ứng tích cực, đưa ứng dụng công nghệ số vào lĩnh vực thương mại và đời sống. Tuy nhiên, để duy trì và nhân rộng mô hình này, các chợ cần có phương án để người dân tiếp cận được dịch vụ một cách tối ưu, có tính bền vững, tránh tình trạng đầu voi, đuôi chuột.